Em mời mọi người ăn. Em đồ ăn của người ta mà em bắp, em không có lòng tự trọng gì hết trơn. Em cũng không ăn cay được. Thì đúng rồi, nó nói đây là nó đâu có ăn đâu. Em mê ăn cay. Ăn cay được không? Dạ được, dạ được. Ok. Đâu nhanh nhanh đi, đói lắm rồi. Em đừng như vậy nữa Khánh ơi. Em đã làm cả nhóm nhục nhã hồi nãy rồi, em đừng làm thêm cái gì nữa. Em cứ bình thường đi. Đứa mà nói nhiều nữa. Yakun Lady, công việc bán hàng dành cho phụ nữ. Cái nước xào nè, chấm này vô. Tuyệt vời, ăn đi. Dạ. Em mời mọi người ăn. Em đồ ăn của người ta mà em bắp, em không có lòng tự trọng gì hết trơn. Ngon mà, ngon. Ok thôi, đừng nói vậy. Nói chứ dù gì thì cũng mời mấy chị. Mời mấy chị một miếng à. Rồi em ăn không đó. Cảm ơn em. Mời để đó thôi chứ chương trình không có được ăn đâu. Lực mà chị Nhi. Vậy. Dạ. Em khỏe gì? Lâu rồi khỏe không? Ủa sao nói chuyện? Ủa cái gì vậy? Đang ngậm nước miếng đó. Oh my God. Trời, có ăn lén lúc. Mời tám máy quay của chương trình chỉ vào đây. Một nghệ sĩ hài duyên dáng vừa làm live show thành công mà đi ăn lén lút phá luật của chương trình, không thể tin được. Em nói gì vậy? Ủa Nhi, là chị ăn cái này hả? Trời quá. Đây nè, chúng ta chấm với sốt rau củ nè. Vậy anh đi Nhi ơi, em sao vậy? Em làm sao vậy? Nhớ đồ ông hoàng đền phục trang. Không có, kệ anh đi. Trời ơi, may quá, nhiễu cho được. Nhưng mà nè, chúng ta nhìn đó là đủ về màu sắc. Màu sắc là thấy là, thấy không? Về hương vị là thơm rồi đó. Vậy nhé. Không, em nghiêm túc với chương trình lắm. Mình đưa cho bên hội hội bên kia ăn nữa. Để có gì bên hội bên đúng kia rồi, nhận bây giờ em luôn. Bây giờ em sẽ, thôi, bây giờ em sẽ mời. Không được. Cô không được ăn mà sao hoài vậy? Gin ơi, em tôn trọng chương trình đi Gin. Chị ăn không? Chị Nhi, trời, không ăn gì, chị ngồi chị cười hoài vậy? Gì vậy? Trời ơi này, có sự đáng lúc, cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là gì. Đưa lén lúc, Hoành Thánh đã cắn dở. Nè, thấy không? Em sao giờ nghe nói gì cá Nguyên chứ? Nè, cái Nguyên, cái Nguyên đó. Ngon vậy. Đừng qua, đừng em về nước mắm tặng Nguyên rồi, Nguyên. Đứa đừng có ăn nữa mấy đứa ơi. Em đói bụng quá luôn á. Bắt đầu bắp nó giòn ghê luôn. Nè, đây, em múc cho. Em gấp bắt đầu bắp mới nè. Đây nè, chị múc cá cho. Nguyên múc cá vô, cá bớp ngon. Đây, đây em múc qua cho chị Nhi cho. Thôi thôi, chị không ăn, anh Gia không cho. Lực thôi, anh đâu có muốn gì đâu. Em hiểu, em có lòng tự trọng của em. Tranh Giang chưa, lo Tranh Giang giùm chị đi. Dạ rồi. Làm chương trình này mang tiếng quá. Ôi, em mới nói chị, nó rớt xuống đất rồi, múc vô rồi. Ôi, rớt đi. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc vừa rồi quý vị có thể xác định được họ là người như thế nào. Chị Nhi, có gì chị lên bàn chị ăn đàng hoàng với mọi người chứ em đâu có ai mà cấm cản chị. Hả? Chị ăn gì đâu? Đâu có ăn gì đâu. Ồ, em thấy cái gì ở dưới mà. Ăn đi mấy đứa, ăn đi. Anh Như Diệu Nhi đâu mất tiêu rồi. Không thể tin được. Cứ nghe vậy cô chú ăn cho đi góc tối như vậy. Bây giờ chị còn là gì để chị nói đâu, em tận mắt qua đây em chứng kiến cảnh này rồi đó chị à. Trời, có gì đâu, mình cứ gì mình cứ lên bàn, mình không tôn trọng chương trình thì mình cứ lên bàn mình ngồi xin một ăn. Tiếng thôi. Dạ đúng, mình xin một tiếng là mọi người ở đây đâu có ai cấm cản chị. Chị tôn trọng luật chơi của chương trình. Chương trình nói là trên bàn không được ăn thì chị ăn dưới đất. Ở nhà ba mẹ chị còn kêu là chị ăn dưới đất. Tới tham gia chương trình ăn lẽ rồi đúng không? Miếng ăn này mà mọi người. Kịch bản ăn dưới đất bắt đầu.
không thể tin được. Ê, cái dòng mà ăn lén lút á, chưa ráng nuốt hết. Còn mày đặt nút nút nữa. Em đừng như vậy nữa Khánh ơi. Em đã làm cả nhóm nhục nhã hồi nãy. Em đừng làm thêm cái gì nữa. Em cứ bình thường đi. Đứa mày nói nhiều vậy đó. Anh Giang biết không, mình khi mà mình nhai cái này vào trong miệng á anh, cái tuyến nước bọt của mình nó bắn là và khi tuyến bọt của mình bắn đến một tia thì bên kia bắn 10 tia. Em cay lắm. Anh không ăn cay được. Thì đúng rồi, nó nói đây là nó đâu có ăn đâu. Em mê ăn cay. Ăn cay được không? Dạ được, dạ được. Ok. Đâu nhanh nhanh đi, đói lắm rồi. Rồi ăn cay đi cưng, để nè ăn cay. Ăn cay nè. Ok, ăn cay quá đúng rồi hả? Hồi nãy mọi người còn biết nói cảm ơn em là nhờ em mà mọi người được ăn, mà bây giờ đến một cái răng mực em còn không được ăn nữa. Sô bích mà, có bao giờ có tình bạn đâu. Trời ơi trời. Cá này là cá lồi, nó cùng họ với cá đuối. Tuy nhiên là cá này nó ít xương và nó sụn và nó dai. Rồi chúng ta cuốn miếng rau, miếng cá. Rồi đó chúng ta, sau đó chúng ta chấm với lại mắm nêm. Đâu chấm sao đâu. Mắm nêm này người ta có pha các loại gia vị rồi. Thấy không, nhìn chấm lên một cuốn. Đó, sao đưa vô miệng. Trước khi ăn là phải hửi, có thưởng thức từ mùi trước. Mùi hương nè. Thơm. Đúng là những món cuốn của Việt Nam, vì sao thế giới lại thích? Em thích luôn. Vì sao? Vì nó đủ mùi vị. Cái cá này đó, đúng tươi luôn, sụn, không hề có xương, cái thịt nó dai dai. Thế giới thích là đúng. Thì đó, em cũng thích luôn. Mà đặc biệt là cá là đặc sản nữa chứ anh. Cái được cái rau nó tươi cuốn vào với cá, nó có sự béo rồi có cái sự giòn và cái mắm á nó dậy mùi á, ăn vô nó rất là đủ vị á. Trời, công nhận giống miếng cá này tươi không? Trời ơi, cái món này món ruột đó trời. Đâu ai cuốn giùm cuốn coi. Kết rồi mọi người. Gì vậy? Gió biển. Gió biển. Gió biển tạt ngang như mặt anh hả?